Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, lãnh đạo quận Ô Môn vừa đến tìm hiểu tình hình hoạt động làng nghề đang lợp tép tại khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long. Làng nghề đang lợp tép ở khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn hiện có gần 10 hộ trực tiếp bán sản phẩm ra thị trường. Trung bình mỗi năm, làng nghề cho ra thị trường trên 200.000 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có giá bán từ 25.000 đến 30.000 đồng, sau khi trừ chi phí có thể lời 5.000 đồng mỗi sản phẩm. Việc duy trì được sản lượng là do việc vận chuyển thuận lợi, nguồn nguyên liệu ổn định. Bên cạnh đó, một số khâu có sự hỗ trợ của máy móc, nên việc cho ra sản phẩm nhanh chóng và đạt độ thẩm mỹ cao. Nhờ đó mà khách hàng nhiều nơi đến mua sản phẩm của làng nghề. Lãnh đạo quận Ô Môn đánh giá cao hiệu quả kinh tế từ các sản phẩm của làng nghề đang lợp tép, đồng thời mong muốn các hộ trong làng nghề sẽ duy trì mở rộng thêm quy mô sản xuất để tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. 9 tháng đầu năm, khối văn hóa xã hội quận Bình Thủy đã cơ bản làm tốt công tác tuyên truyền và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, toàn quận hiện có 31 trên 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận đầu tư thiết bị dạy học cho lớp 3 và lớp 7 năm học 2022-2023, kinh phí trên 13 tỷ 600 triệu đồng. Trao trên 10.000 suất học bổng, phần thưởng, quà tổng trị giá trên 1 tỷ 600 triệu đồng cho các giáo viên, học sinh nghèo vượt khó học tốt, thi đậu giải cao ở các kỳ thi, hội thi. Thực hiện tốt chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, cận nghèo và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và nhân dịp lễ Tết. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm thực hiện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 68,54%. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân huyện trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề cuối năm. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện xem xét thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện sẽ điều chỉnh tên 3 dự án đó là xây dựng và nâng cấp trường Mầm non Mỹ Phước, trường Trung học Cơ sở Mỹ Khánh và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7. Đồng thời điều chỉnh tăng giảm vốn thực dự án đối với 33 danh mục công trình về các lĩnh vực giáo dục, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn điều chỉnh trên 285 tỷ đồng và điều chỉnh giảm vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư vốn dự phòng với tổng vốn trên 36 tỷ đồng. Các danh mục được bố trí đều là những dự án cấp thiết đáp ứng nhu cầu, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công an huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 70 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn huyện được tập huấn 4 chuyên đề. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của bảo vệ dân phố, công tác nắm tình hình về an ninh trật tự của bảo vệ dân phố, dân phòng. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của đội dân phòng. Các vấn đề cơ bản trong tổ chức hoạt động của đội dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng còn được thực hành nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật dập tắt nguồn cháy, các thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tránh xảy ra tình trạng cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều cũng vừa tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho gần 100 đại diện các phòng ban, ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách giảm nghèo cấp quận, cấp phường và rà soát viên khu vực trong toàn quận. Tại đây, các đại biểu được triển khai kế hoạch số 2989 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Cần Thơ năm 2022. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 đến 2025. Hướng dẫn công cụ, mẫu biểu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ cuối năm. Tại huyện Thới Lai cũng vừa diễn ra tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho hơn 123 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, trưởng phó ban nhân dân ấp và điều tra viên các xã thị trấn trên địa bàn huyện do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức được 9 lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, trưởng phó ban nhân dân ấp và điều tra viên các xã thị trấn của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cái Răng phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng sống Milestone, Trung tâm Anh ngữ và Tinh thần Quốc tế Milestone tổ chức buổi tọa đàm Bảo vệ con sao cho đúng thời kỳ 4.0.
Tại đây, các đại biểu cùng các diễn giả chia sẻ xoay quanh các nội dung trọng tâm về cách nuôi dạy con sao cho đúng thời kỳ 4.0 như tác động của xu thế phát triển xã hội hiện nay đến sự an toàn về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần của thanh thiếu niên và những rủi ro không lường trước. Nguyên nhân của những thách thức về biểu hiện tâm lý, hành vi tuổi vị thành niên và những điều cha mẹ cần lưu ý giúp con được an toàn trước những tác động xã hội. Những câu chuyện thực tế về hiện trạng tiêu cực liên quan đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của các em. Thưa quý khán giả, xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, quận Cái Răng đã triển khai tích cực đúng định hướng công tác này gắn với cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành quản lý của nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp để bắt nhịp cùng xu thế phát triển và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chỉ cần thiết bị có kết nối Internet như điện thoại thông minh với những thao tác đơn giản và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, chị Nguyễn Thị Chẩn, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã có thể hoàn thành các thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở bất kỳ đâu một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải đến trực tiếp tại đại lý hay bộ phận một cửa bảo hiểm xã hội như trước đây, giúp chị rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại. Thực hiện những thủ tục như là đổi thẻ rồi làm lại hoặc là bị hư, bị mất gì mình cũng có thể là chọn thay đổi trên cái tiện ích này chứ không cần đến cái cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội để mà mình xin cấp đổi lại sổ hoặc là những cái nhu cầu khác. Tôi thấy như vậy là rất là tiện ích. Tốc độ đổi mới công nghệ mạnh mẽ trong thời đại 4.0 cùng với tác động của đại dịch COVID-19 vừa qua đã tạo động lực cho quận Cái Răng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình mới. Hiện nay, quận Cái Răng đã cung cấp 213 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công thành phố, 165 thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm đến nay, toàn quận đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù số lượng hồ sơ trực tuyến chưa nhiều, nhưng cũng dần hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số của người dân trong các giao dịch hành chính. Phòng cũng có ứng dụng cái hệ thống quản lý văn bản điều hành của quận Cái Răng để mà xử lý công việc. Thông qua đó thì cũng có ứng dụng nhiều cái ứng dụng khác như Cần Thơ Smart City hay là những cái như việc mà thực hiện ký số qua SIM PKI. Đáng ghi nhận là quận thành lập 62 tổ công nghệ số cộng đồng tại 59 trên 59 khu vực với gần 200 thành viên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn người dân tương tác và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Người dân rất phấn khởi khi được tổ hướng dẫn thực hiện các giao dịch, đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh và nhiều giao dịch công nghệ khác vì nó mang lại tiện ích cho người dân. Hiện quận cũng đang tích cực triển khai thí điểm và đề xuất chủ trương đầu tư 3 dự án chuyển đổi số với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng cùng một số hạng mục quan trọng của Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh IOC. Đang cho chủ trương thí điểm Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh trên địa bàn của quận. Thì quận cũng đã phối hợp với đơn vị Viettel để tư vấn sử dụng trong giai đoạn đầu là sẽ cho chủ trương sử dụng thí điểm trước. Giai đoạn sau thì sẽ rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi trên địa bàn. Với những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác, sản xuất kinh doanh và đời sống, Cái Răng đang hòa nhịp xu thế chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu trở thành địa phương nằm trong nhóm chuyển đổi số mạnh của thành phố Cần Thơ, nhằm phục vụ đắc lực yêu cầu cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Xin được tiếp tục chương trình. Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai vừa tổ chức và khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường điện chiếu sáng công cộng tại ấp Thới Hiệp A. Sau một tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Tuyến đường điện được thực hiện thắp sáng từ cầu nhà thờ đến cầu cồn chen kinh đứng dài 1.750m, được lắp 50 trụ gửi vào hàng rào và gắn 20 tai gửi trụ điện. Điện thắp sáng được đấu vào đường điện Thới Lai Tân Thạnh, bà con khỏi đóng tiền điện thắp sáng, phục vụ nhu cầu chiếu sáng cho 126 hộ dân. Tổng kinh phí thực hiện trên 51 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thuận Hưng tổ chức phát động xây dựng mô hình vận động các cơ sở tôn giáo xây lò đốt rác nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn năm 2022.
Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng đã vận động 3 cơ sở thờ tự tôn giáo tại 3 khu vực trên địa bàn có trang bị các thùng rác hợp vệ sinh, tiến hành thu gom và phân loại rác. Về lâu dài, tiến hành triển khai xây dựng các lò đốt rác để tiêu hủy rác theo đúng quy định, gắn với tuyên truyền vận động bà con tín đồ cùng nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhất là trong các ngày đại lễ, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương trồng thêm cây xanh, tạo thói quen và xây dựng nếp sống lành mạnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng năm học 2022-2023 với chủ đề xây dựng văn hóa học đường. 29 đội dự thi là học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, tiểu học có năng khiếu múa, yêu thích ca hát trên địa bàn huyện tham gia. Mỗi đội sẽ trình bày phần thi đơn ca, song ca, phần thi múa và thi trình bày sử dụng các nhạc cụ dân tộc và hiện đại. Đây là sân chơi âm nhạc bổ ích cho các em thiếu nhi nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong trường học ngày càng phát triển, cũng nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn cũng vừa tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng cấp quận lần thứ 5 năm học 2022-2023. Kết quả chung cuộc, trường Trung học cơ sở Thới Long và cụm phường Phước Thới đã giành giải nhất toàn đoàn. Hội thi cũng nhằm tuyển chọn được các học sinh xuất sắc tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng thành phố Cần Thơ năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.